Tiền bối Nguyễn Ly tàu hỏa nhập ma bao lâu rồi? Đến giờ còn chẳng cảm nổi kiếm. Theo ta thấy, Hiểu Nhàn Vân xuất sắc hơn người. Hiểu Nhàn Vân, đệ tử có danh tiếng ngang ngửa với Bách Lý Diêm Khính, quan trọng nhất là nàng ta là nữ chính của thế giới này. Ồ! Nguyễn Tiểu Ly, nữ chính của thế giới này xuất hiện rồi, sư chất của ngươi sắp yêu đương rồi. Tiếp theo, hai người sẽ rút thăm để cùng so tài. Vì Hiểu Nhàn Vân xinh đẹp, lại thêm việc đấu hòa một hiệp với Bách Lý Diêm Khính, cả hai cùng giành ngôi đầu bảng, dễ dàng thu hút sự hứng thú của hắn. Đại hội tiên môn chỉ là lần đầu tiên bọn họ nảy sinh tình cảm. Sau đó bọn họ sẽ cùng nhau du ngoạn hàng phục các loại yêu thú thượng cổ. Đồng thời sau khi trải qua rất nhiều kiếp nạn sinh tử, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Nguyễn Tiểu Ly, ngươi không sốt ruột sao? Sốt ruột, không sốt ruột, sao phải sốt ruột? Hiểu Nhàn Vân xinh đẹp, vóc dáng tốt, tu vi tốt, tương lai Điềm Khính có một người vợ như vậy, bề trên như ta cảm thấy rất yên tâm. Ký chủ này thật sự không có cảm giác nguy cơ sao? Có phải linh hồn cô ta thật sự có vấn đề không? Sư huynh, vị Hiểu sư tỷ đó đẹp quá. Không bằng sư thúc. Sư thúc ta nghĩ kỹ rồi. Đợi đến khi giành được hạng nhất trong cuộc thi lần này và bắt được hung thủ, ta sẽ thẳng thắn bày tỏ tâm ý với người. Dù sư thúc có đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ người thật tốt. Không để người chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Trận kế tiếp, mời những đệ tử rút được số 9 lên võ đài tỉ thí. Vân Tiên Tông, Bách Lý Diêm Khính. Thương Môn, Hiểu Nhàn Vân. Trời ạ, Hiểu Nhàn Vân và Bách Lý Diêm Khính lại đụng độ nhau, đây là duyên phận gì vậy? Bọn họ chắc là hai người có tố chất cao nhất trong đại hội lần này. Ta có thể tưởng tượng được trận đấu tiếp theo sẽ đặc sắc thế nào rồi, đúng là nhiệt huyết sôi sục. Chờ đã, đột nhiên cảm thấy hai người này đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi. Vân Tiên Tông và Thương Môn vốn có thực lực tương đương, hai người này môn đăng hộ đối. Này, Nguyễn Tiểu Ly, đến lượt tiểu bối mà người yêu thương nhất tỉ thí rồi, còn không mau tỉnh lại. Nàng ấy tỉnh rồi. Mời. Tên sư chất ngốc nghếch này, lúc này còn cười với ta làm gì chứ? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, hắn nên chú ý đối thủ lợi hại của mình là nữ chính mới phải. Xem kiếm đây. Nghiêm túc xem trận đấu đi, trong kịch bản gốc, hai người đó đánh ngang cơ. Cùng thăng cấp, Hiểu Nhàn Vân này là một kỳ nữ. A. Đã nhường rồi.